Nhiều ý kiến của cử tri quận 10 đã được trình bày trước tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 22 tháng 6 năm 2018. Tham gia buổi tiếp xúc có ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Gần 2 tiếng đồng hồ, nhiều cử tri nêu lên những vấn đề tồn tại liên quan đến đời sống dân sinh mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chưa giải quyết được. Cụ thể như vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn chưa được kiểm soát, tình trạng kẹt xe, ngập nước ngày càng trở nên nghiêm trọng, chống ngập nơi này thì nảy sinh chỗ khác. Trả lời những bức xúc của cử tri, ông Tất Thành Cang cho rằng việc ngập nước của thành phố Hồ Chí Minh một phần do ý thức của một bộ phận người dân. Những người này sẵn sàng xả rác, xả bẩn xuống hệ thống thoát nước, kênh rạch của thành phố Hồ Chí Minh. Một áp lực rất lớn dành cho thành phố nữa, đó là tăng dân số cơ học, dân nhập cư, xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép khu vực vùng ven đã góp phần không nhỏ đến việc gây ngập cũng như tăng phương tiện và mật độ giao thông ngày thêm căng thẳng. Điều này còn hệ lụy đến việc chỉnh trang đô thị, cho nên giải quyết tình trạng kẹt xe, ngập nước không phải một sớm một chiều. Những vấn đề liên quan khác, ông Tất Thành Cang cho biết đã ghi nhận và sẽ báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng giải quyết cho bà con cử tri.